Núi lớn Vũng Tàu được mệnh danh là một trong những ngọn núi có vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ nhất Vũng Tàu. Giữa một thành phố được bao bọc bốn bề bởi biển thì ngọn núi này chính là nét điểm tô cho quang cảnh nơi đây thêm phần quyến rũ. Còn gì thư thái hơn khi đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm. Núi lớn tọa lạc trên đường V3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đại Sơn hoặc Tương Kỳ là hai tên phổ biến của núi lớn Vũng Tàu. Quần thể núi lớn và núi nhỏ tạo nên sự cân bằng và là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu. Hệ thống cáp treo trên đỉnh núi lớn chính là một trong những trải nghiệm đáng nhớ cho những ai đã từng đặt chân đến đây. Cung đường cáp treo sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá Vũng Tàu và ngắm nhìn rừng cây ngút ngàn, những ngôi nhà nhấp nhô và cả làng nước biển xanh biếc. Tổng diện tích của núi lớn khoảng 400 hecta. Điểm cao nhất của ngọn núi cách mặt nước biển 254 m. Ngày nay, những di tích lịch sử ở phía trên ngọn núi đã trở thành địa điểm tham quan và check-in không thể bỏ qua, như tượng Thích Ca Phật Đài, tượng Đức Mẹ, tòa Bạch Dinh. Thành phố Vũng Tàu hiện lên rất đỗi diễm lệ mà không kém phần nhộn nhịp. Từ đỉnh núi lớn, bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, tận hưởng làn gió mát lạnh và không khí trong lành. Có thể nói rằng hệ thống cáp treo núi lớn núi nhỏ là điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Thành phố Vũng Tàu có diện tích tương đối nhỏ, do đó việc di chuyển không phải là vấn đề quá lớn. Từ trung tâm thành phố có rất là nhiều cách để đi đến núi lớn, trong đó tùy thuộc vào những yếu tố khách quan và sở thích mà mọi người thường di chuyển theo ba cách sau. Cách 1, di chuyển qua đường V3 để đến núi lớn. Đường V3 là con đường dẫn lên núi lớn rất phổ biến và được nhiều bạn lựa chọn. Ngày nay, cung đường tuyệt đẹp này đã được phủ nửa đường, do đó bạn có thể lựa chọn leo bộ hay di chuyển bằng xe máy rất tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển qua cung đường này bằng ô tô thì sẽ gặp một vài hạn chế vì đường tương đối hẹp ở những khúc cua hay cỡ xe. Men theo đường V3 sẽ dẫn lên được núi lớn ở Vũng Tàu. Điểm cuối cùng của đường V3 là trận địa pháo cổ núi lớn Tương Kỳ. Đây cũng là một địa chỉ tham quan đẹp tại Vũng Tàu. Đường lên núi lớn qua đường V3 còn có nước hoàng nước mía lau, trứng gà lòng đào để bạn nghỉ chân và thưởng thức nhé. Đây là một quán ăn vặt nhỏ nằm trên đường V3 dẫn lên núi lớn. Nếu không muốn di chuyển qua cung đường trên, bạn có thể lựa chọn di chuyển qua hẻm 444 đường Trần Phú. Di chuyển theo quốc lộ 51B vào đường Bình Giã đến vòng xoay tượng đài Dầu Khí, rẽ phải vào đường Nguyễn An Ninh, đường Trần Phú qua chợ Bến Đá, chạy tầm 200 m sẽ gặp hẻm 444. Con đường này tương đối nhỏ và hẹp, chỉ thích hợp cho những ai muốn di chuyển bằng xe máy hoặc chinh phục đỉnh núi bằng cách đi bộ. Cung đường này cũng là địa điểm check-in của rất là nhiều khách du lịch khi đến Vũng Tàu. Cách thứ ba để lên núi lớn là chúng ta di chuyển bằng cáp treo Hồ Mây. Khu du lịch Hồ Mây Vũng Tàu tọa lạc ngay trên đỉnh núi lớn, nên bạn lên khu du lịch sẽ lên được đỉnh núi lớn. Đây là cách duy nhất mất phí nhé. Còn hai cách trên thì hoàn toàn miễn phí. Ngồi trên chiếc cabin cáp treo, du khách có thể chiêm ngưỡng biển xanh đẹp mê mẩn và cả những dãy phố chi chít nhà cửa từ trên cao. Khu du lịch Hồ Mây được ví như một thiên đường với vô số các trò chơi hấp dẫn. Một số địa điểm check-in thú vị tại núi lớn Vũng Tàu. Đầu tiên kể đến là tượng Đức Mẹ Bảy Dâu ở núi lớn. Tượng Đức Mẹ Bảy Dâu được khởi công xây dựng từ những năm 1992. Tượng có màu trắng ngà, chiều cao của tượng khoảng 25 m, trọng lượng 500 tấn, được đặt trên sườn của núi lớn. Công trình tâm linh này là tổ hợp của nhiều đền thánh và tượng đài Đức Mẹ bế Giê-xu trên tay, nằm đối diện với Bãi Dâu, Vũng Tàu. Quần thể kiến trúc của tượng chính là nơi hội tụ của nhiều công trình nhỏ. Hàng năm, dòng người hành hương sẽ mang theo những cung đường lên đỉnh núi lớn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên. Chính vì vậy, nơi đây là địa điểm du lịch tâm linh mà còn là nơi check-in của rất là nhiều khách du lịch. Kế đến là chùa Thích Ca Phật Đài, là công trình kiến trúc của Phật giáo thuộc phái Nam Tông. Công trình này được hoàn thành từ năm 1963, có vai trò là công trình tín ngưỡng tâm linh và là nơi ghi lại các dấu ấn lịch sử. Do đó, đây chính là một trong những địa điểm du lịch ở Vũng Tàu rất nổi tiếng. Thích Ca Phật Đài còn có công trình kiến trúc có quy mô lớn,
Kết cấu được chia thành 3 cấp theo hình tháp, bao gồm cấp 1 chính là khu vực tham quan và trồng hoa, cấp 2 là khu vực dành để trưng bày truyền thống và khu nhà mát, cấp cuối cùng chính là nơi đặt Phật tích và thiền lâm tự. Diện tích của quần thể này rộng khoảng 5 hecta. Thích Ca Phật Đà chính là nơi tái hiện lại toàn bộ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nơi đây chứa đựng những giá trị lịch sử, dấu ấn văn hóa và đạo tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Ngoài ra, phong cảnh bao quanh chùa rất hữu tình, kết hợp với các tầng kiến trúc độc đáo, đem đến một diện mạo mới cho nơi đây. Đây cũng là điểm tham quan du lịch được rất nhiều khách ghé thăm. Khu du lịch Hồ Mây. Hồ Mây Bắc được xem là chốn bồng lai giữa lòng thành phố biển. Đây còn là điểm du lịch không thể bỏ qua nếu bạn muốn chinh phục núi lớn. Khu du lịch Hồ Mây chính là sự kết hợp hài hòa giữa vườn sinh thái và khu vui chơi giải trí. Đặc trưng như hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, thác nước tự nhiên hùng vĩ. Thì combo trọn gói trong ngày đối với người lớn thì có chiều cao trên 1m3 khoảng 400 ngàn một vé, và trẻ em dưới 1m3 thì hơn 200 ngàn một vé, và dưới 1m thì hoàn toàn miễn phí. Còn nếu các bạn chỉ lên vào buổi tối để tham quan cảnh đẹp và xem nhạc nước thì người lớn khoảng 200 một vé và trẻ em dưới 1m3 là 100 ngàn một vé nhé. Đặc biệt khu du lịch Hồ Mây có dành ưu đãi cho người dân đang sinh sống tại Vũng Tàu, gia đình chính sách, người già trên 60 tuổi và người khuyết tật có giá vé ưu đãi và giảm 20% so với giá vé gốc. Tòa Bạch Dinh bên mạng sườn núi lớn. Bạch Dinh là dinh thự mang vẻ đẹp nguy nga tráng lệ, nằm nép mình bên sườn núi lớn, được xây dựng dựa trên kiến trúc châu Âu vào thế kỷ trước. Đây chính là điểm dừng chân nghỉ mát lý tưởng cho các đời tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng đế Bảo Đại, vân vân. Từ dinh thự nhìn xuống, du khách có thể ngắm cảnh rất đẹp. Tòa lạc ở vị trí đắc địa giữa bãi trước và bãi dâu, cho nên nơi đây rất thuận tiện cho việc di chuyển đi lại và tham quan. Công trình kiến trúc này được lấy cảm hứng và xây dựng theo kiểu Pháp. Phần nội thất trang trí đều mang hơi thở lãng mạn, trang đài. Hơn nữa là công trình mang nhiều vết tích lịch sử, cho nên nơi đây cất giữ rất nhiều loại cổ vật. Nếu bạn là một người thích khám phá và đam mê các dấu ấn lịch sử thì đây là điểm đến Vũng Tàu không thể bỏ qua. Đến với Vũng Tàu, bạn sẽ có cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Dưới là biển xanh, trên là những ngọn núi nhỏ, núi to, cùng những ngôi chùa thanh tịnh. Tất cả tạo nên một Vũng Tàu đầy ma lực, một thành phố Vũng Tàu không chỉ hiền hòa, bình dị mà còn vô vàn những danh lam thắng cảnh. Vũng Tàu đẹp lắm bạn ạ. Chúng ta sẽ khám phá Vũng Tàu ở những video tiếp theo nhé.